Trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà, tàu xe, tiền tiêu ba đời không hết trong năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Đinh Mão đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Bên chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý tín chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này. Được trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy cụ thể vận trình của quý tín chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, làm sao để phát huy tối đa tiềm năng, năng lực của mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng. Người tuổi Đinh Mão là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988 dương lịch. Theo năm âm lịch 1987, thuộc tuổi Đinh Mão, cầm tinh con mèo, có thiên can đinh kết hợp với địa chi Mão, có ý nghĩa là vọng nguyệt chi thố, mèo ngắm trăng. Nữ tuổi này không chỉ thông minh mà còn có khí chất tao nhã, thanh lịch hơn người. Nữ mạng tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, từ 25 đến 29 tuổi, suôn sẻ trong tình duyên, tuy nhiên công việc có thể trải qua nhiều biến động. Nếu nỗ lực và quyết tâm cao độ thì sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu từ tuổi 30 trở đi. Trung vận công việc phát triển mạnh mẽ, tài vận hưng thịnh, địa vị vững chắc, hậu vận mọi sự bình ổn, gia đạo ấm êm, vợ chồng sung túc, tài lộc dư dôi, con cái viên mãn. Nữ tuổi Đinh Mão là người có lối sống lạc quan, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách. Sự kiên trì và nghị lực mạnh mẽ giúp người tuổi này đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở độ tuổi trưởng thành. Cùng với tài năng kinh doanh thiên bẩm và tính cách cởi mở nên làm ăn thuận lợi và có nhiều mối quan hệ rộng. Sự mạnh mẽ và quyết đoán giúp cho nữ tuổi này sớm thành công từ độ tuổi 30 trở đi. Trung vận sự nghiệp đạt nhiều bước tiến nổi bật, công việc ổn định, địa vị vững chắc, thực hiện kế hoạch nào cũng xuôi chèo mát mái. Hôn nhân viên mãn, tài chính ổn định. Hậu vận tích nhiều phước đức thì tài lộc nhân lên gấp nhiều lần, gia đạo an khang thịnh vượng. Trung và hậu vận tài chính ổn định, có của ăn của để. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng là 38 tuổi âm lịch và 37 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người này là Đinh, thuộc hành hỏa. Gặp năm 2024 Giáp Thìn có thiên can là Giáp, thuộc hành Mộc là Bình Hòa. Theo tử vi Đinh Mão nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024, về công việc kinh doanh làm ăn bình ổn, không có sự đột phá. Về ngũ hành thiên can, ngũ hành thiên can năm Giáp Thìn tương sinh với ngũ hành thiên can Đinh tuổi này, nên chủ mệnh công việc có tin vui tới. Ngoài ra về nơi ăn trốn ở trong năm Giáp Thìn chủ mệnh cũng có thể đón tin vui. Xét về địa chi. Địa chi Mão của người tuổi này thuộc hành Mộc, gặp chi Thìn của năm 2024 thuộc hành Thổ, là mối quan hệ lục phá. Luận tử vi tuổi Đinh Mão năm 2024 nữ mạng cho hay, mọi công việc tiến hành trong năm Giáp Thìn dễ đưa tới kết quả không như ý muốn, có thể gặp phải nhiều biến động. Về ngũ hành địa chi, ngũ hành Mộc của địa chi tuổi với ngũ hành Thổ của địa chi năm là tương khắc, nên người tuổi Đinh Mão trong năm chú ý vấn đề sức khỏe, dễ hao tổn và gia đạo cũng có thể gặp chuyện buồn. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, năm 2024 cho hay, ngũ hành của người sinh năm này thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn có ngũ hành thuộc hỏa,
thể hiện mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Mão chủ về công việc tương đối suôn sẻ, bản thân dễ có sự hồn hạp hoặc phát triển làm ăn với anh em hoặc bạn bè, người thân. Những dự định mới muốn tiến hành trong cuộc sống hay công việc năm này cũng đạt được kết quả tốt. Về sức khỏe tương đối tốt. Xét về cung phi, xem tử vi 2024, tuổi Đinh Mão nữ mạng cho hay, người tuổi này có năm sinh thuộc cung Khôn, ngũ hành Thổ, gặp cung phi chấn, ngũ hành mộc của năm Giáp Thìn, chủ về khí họa hại. Cuộc sống của chủ mệnh trong năm Giáp Thìn cần lưu tâm, dễ có chuyện thị phi đưa tới. Xét về tứ trụ, thiên tuyệt, địa hỏa, chủ về trong năm nay, mọi việc của nữ mạng tuổi 1987 chưa được tốt. Xuất hành ra ngoài gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Vận niên năm 2024. Vận niên tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, năm Giáp Thìn 2024 là thử ngộ điền. Thử ngộ điền hay thử quy điền là chuột gặp đồng lúa, rất tốt. Vận niên năm này tiền tài dư giả, của cải dồi dào, tiền bạc không cần cũng đến, công danh được toại, như ý muốn mọi chuyện. Về tình cảm năm này tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà viên mãn. Sao chiếu mệnh, sao vân hớn. Bản mệnh gặp vân hớn tinh chiếu trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi quý cô tuổi Đinh Mão 1987 năm 2024 có sự nghiệp khá tốt. Quý cô tuổi Đinh Mão gặp mạch Việt là cát nhân thiên tướng, công việc vì thế mà được giúp đỡ, ngày càng có nhiều cơ hội thăng tiến và đột phá. Quý cô tuổi Đinh Mão 38 tuổi âm lịch, ắt sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập, từ 30 tuổi trở đi, lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tử vi dự báo bạn sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại công ty. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên các quý cô tuổi Đinh Mão hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Đinh Mão 1987, trong năm 2024, có tài vận tương đối tốt. Quý cô 38 tuổi có sự nghiệp ổn định và tăng tiến, nên nguồn thu cũng theo đó tăng lên. Ngoài ra tài vận như nước lên thuyền lên, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Cát thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan đến bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thì bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Trong năm vượng vận quý nhân, có khách quý phương xa tới thăm, mang theo cơ hội làm ăn mới. Tuy nhiên, mọi thứ mới đang ở giai đoạn đầu, nên tiến hành từ tốn, tránh nóng vội kẻo hỏng việc. Công việc làm ăn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau thời gian làm quen, thích ứng rồi quyết định mở rộng, làm lớn cũng chưa muộn. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Đối với quý cô tuổi Đinh Mão làm ở các nghề tay trái, cũng nhận được không ít thu nhập. Sao mạch Việt trợ lực hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tiến, năm nay quý cô tuổi Đinh Mão tràn đầy năng lực, có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Quý cô tuổi Đinh Mão thậm chí còn có thể nghĩ đến việc bỏ vốn kinh doanh riêng trong năm nay thì cũng sẽ đạt được nhiều may mắn hơn. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987,
năm 2024, chuyện tình cảm phát triển theo hướng lạc quan. Có vẻ như năm nay là một năm thuận lợi với quý cô tuổi này. Không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công, mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào hạnh phúc. Cát tinh hồng loan nhập mệnh mang lại cho bạn không ít vận may. Bất kể là người độc thân hay người đã kết hôn, vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn. Đặc biệt đối với các quý cô tuổi Đinh Mão còn đang độc thân, bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định. Thông qua bạn bè, gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân, thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm 2024, có sức khỏe lại không được tốt cho lắm. Theo tử vi năm, có hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến quý cô tuổi Đinh Mão. Năm nay một số vấn đề về sức khỏe sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay quý cô tuổi Đinh Mão đã 38 tuổi, cho nên cần chú ý không nên thức đêm thức hôm nhiều. Ngoài ra thì cũng cần phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, tăng cường ăn uống các loại thức ăn, đồ bổ dưỡng cho cơ thể, dưỡng nhan sắc cho mình. Tử vi quý cô tuổi Đinh Mão năm 2024 nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân mình. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Đinh Mão rất hợp vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Đinh Mão gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Đinh Mão. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Đinh Mão. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 2019, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 2018, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh,
thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi Đinh Mão 1987, nữ mạng năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi, hợi, mão, mùi, gặp hạn tam tai vào các năm, tỵ, ngọ, mùi. Như vậy, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, không phạm tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, phạm Hoang Ốc, ngũ thọ tử, không nên xây nhà trong năm này. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, phạm hại Thái Tuế. Hại Thái Tuế, năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, được dự báo là không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình trong năm Giáp Thìn của bạn khá tốt. Quý cô tuổi Đinh Mão có thể gặp được nhiều cát tinh và có cả những hung tinh trong năm nay. Về tình cảm và sự nghiệp, gặp Hồng Loan và Mạch Việt trợ lực giúp đỡ, nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan. Tuy nhiên, tử vi khuyên quý cô tuổi Đinh Mão nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù, đả kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Tử vi quý cô tuổi Đinh Mão, lời khuyên cho bạn trong năm Giáp Thìn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, rượu chè, cờ bạc chỉ khiến bạn thêm bệ giạc mà thôi. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, quý cô tuổi Đinh Mão cần chú ý tới hạn ngủ mộ và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Nhắc đến hạn ngủ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt. Hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư,
đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm 2024, gặp sao Vân Hớn chiếu mạng. Sao Vân Hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Vân Hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao Vân Hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn. Từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao Vân Hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày Vân Hớn tinh đăng viên vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về chính nam để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, hổ phách, lưu ly. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao Vân Hớn cần chuẩn bị phải có màu đỏ. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đỏ gói lại hoặc lót giấy màu đỏ xuống phía dưới sau đó đặt lễ lên trên. Tử vi từng tháng cho quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Bước sang tháng 1 năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn. Trong không khí lễ hội, quý cô tuổi Đinh Mão có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có những điều bất ngờ đưa đến trong cuộc sống, gặt hái được nhiều niềm vui. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Không nên bất chấp vận may của bạn, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà quý cô tuổi Đinh Mão cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Đặc biệt mùa xuân có nhiều thời điểm bạn cần phải uống rượu, tiếp khách, quý cô nên chú ý một chút và đừng uống quá nhiều mà tổn hại sức khỏe. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão 1987. Quý cô tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 2 âm lịch 2024 này cho thấy tháng Thái Tuế Án Ngữ, đây không phải một tháng quá may mắn, bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức, tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tập trung cho công việc và nghỉ ngơi, chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Tử vi tháng 2 năm 2024, lời khuyên của các chuyên gia phong thủy tướng số, dự báo bạn nên ở nhà và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Quý cô tuổi Đinh Mão cũng nên học cách bảo vệ mình trước khi bảo vệ được những người thân yêu của mình. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Tháng này, vận trình của quý cô tuổi Đinh Mão cũng khá hanh thông. Được sự trợ giúp của sao may mắn Hồng Loan, quý cô có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3 âm lịch này. Mối quan hệ giữa bạn và người chồng càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý, liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của các tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số quý cô tuổi Đinh Mão còn độc thân cũng rất tốt, bạn có cơ hội nhận được lời tỏ tình thành công và thoát khỏi cảnh độc thân. Tử vi tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Quý cô tuổi Đinh Mão bước vào tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn này, dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường. Một số người đang kinh doanh chứng khoán,
hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Đinh Mão 1987. Xem tử vi tháng cho hay, khi bước vào tháng 5 âm lịch, tháng này là tháng ngọ, tháng xung với tuổi của quý cô Đinh Mão, cho nên về phương diện sức khỏe không tốt, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của các tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, những người sinh năm 1987 cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình. Điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức, nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024 đối với quý cô tuổi Đinh Mão. Tử vi tháng dự báo, vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Đinh Mão tháng này vô cùng hanh thông. Bạn gặp được quý nhân tam hợp trợ mệnh, sự giúp đỡ của các tinh giúp bạn luôn hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và có cơ hội thăng tiến trong tháng 6 này. Quý cô tuổi Đinh Mão 38 tuổi, năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc để có thể đạt được các mục tiêu về nghề nghiệp cũng như là tích lũy tài lộc cho mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý cô tuổi Đinh Mão. Bước sang tháng 7 âm lịch 2024, quý cô tuổi Đinh Mão cho thấy tình hình sức khỏe của nữ mệnh sinh năm 1987 không được lý tưởng cho lắm. Một phần bị quấy rầy và bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Tháng 7 âm khí nặng nền nên quý cô rất dễ bị trầm cảm hoặc chán nản do căng thẳng quá mức. Điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Quý cô tuổi Đinh Mão có thể sẽ phải đối đầu với nhiều việc, những áp lực từ việc kinh doanh, buôn bán khiến cho quý cô đau đầu và suy nghĩ nhiều. Chúng ta cần phải loại bỏ những áp lực đó để cho bản thân mình thư giãn một chút trong tháng này. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu về tài lộc trong tháng bị giảm mạnh. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Quý cô tuổi Đinh Mão 1987 trong năm 2024 có sức khỏe sa sút trong tháng 8 âm lịch này. Nguyên nhân là do sự tác động của hung tinh và thay đổi đột ngột của thời tiết làm cho bệnh cũ rất dễ tái phát, một số người có thể bị cảm lạnh, bị ốm. Tử vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục, ăn mặc đủ ấm, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Về phương diện công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định, nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, xây sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Bước sang tháng 10 âm lịch này, mối quan hệ giữa quý cô tuổi Đinh Mão với mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển. Vì vậy, tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với quý cô tuổi Đinh Mão, phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình. Điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc, sự nghiệp của bạn. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão 1987. Quý cô tuổi Đinh Mão bước sang tháng 11 âm lịch 2024, vận trình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều cũng sẽ mang lại những may mắn lớn cho các bạn. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng quý cô tuổi Đinh Mão có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 của quý cô tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Bước sang tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, đối với quý cô tuổi Đinh Mão 1987, tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, quý cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp và các nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này. Các công việc cũng trở nên vất vả hơn nên quý cô tuổi Đinh Mão có thể cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn.
Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Không nên làm việc quá sức và nên hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.